Chuyên mục kiểm tra 5 phút đầu giờ luôn là nỗi ám ảnh của không ít học sinh. Đó là bởi mục kiểm tra này không có quy tắc nhất định và thầy cô giáo có thể chỉ định bất kỳ học sinh nào lên bảng trả bài. Nếu thuộc bài thì không sao, rủi ro mà hôm trước chưa ôn bài cũ thì học sinh chắc chắn ôm trọn quả trứng ngỗng. Vì vậy mà nhiều học sinh lên bảng đã cố cầu cứu với sự giúp sức của người thân bên dưới lớp, nhờ các gamer thủ nhắc bài cho. Tuy nhiên, có những trường hợp các cô cậu học sinh lắm chiêu tự nghĩ ra các trò quay cóp để giải cứu giúp bản thân. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh hết sức vui nhộn ghi lại cảnh một cậu gamer thủ tại Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, Hà Đông, Hà Nội đang bị cô giáo gầm tại trận trò ăn lận trong lúc kiểm tra miệng. Cụ thể, cậu gamer thủ đã để cuốn vở ngay dưới chân khi đứng trả bài để vừa nhìn vừa trả lời cô giáo. Thế nhưng giải thưa sao cho được mắt thánh, cô giáo đã ngay lập tức phát hiện điều bất soàn và cúi xuống gầm bàn kiểm tra. Có lẽ chính bản thân cô giáo cũng thấy buồn cười cợt trước chiêu trò ăn lận của học trò nên đã cười cợt phá lên. Các gamer thủ trong lớp cũng không nhịn nổi cười cợt. Trong bối cảnh vui mắt ấy, chỉ riêng thủ phạm là mặt méo xệch vì biết điểm không đã nằm trọn trong lòng bàn tay. Thoát thế nào được em ơi? Bức ảnh vui nhộn trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hơn 15.000 lượt like, 199 bình luận và 143 lượt chia sẻ. Nhiều gamer thủ học sinh vui nhộn bình luận. Thoát thế nào được? Giao sổ đầu bài ngay và luôn. Dám nhờn với cô A. Cô tin mắt thế. Dân mạng vui nhộn bình luận. Thế hệ thấy, để qua được giờ kiểm tra, các gamer thủ học sinh của chúng ta có quá nhiều chiêu trò bá đạo. Chỉ tiếc là chạy trời không khỏi nắng, có tinh di thế nào cũng không qua được đôi mắt tinh tường của các thầy cô.